Ừ đúng rồi. Được chưa? Ừ. Được rồi. Rồi Được ok rồi, ha. cảm ơn Bây ừ. Bây bạn. giờ để cho nó tuần tự thì anh hỏi tới đâu em trả lời tới đó, đó cho nó ngắn gọn Dạ em vâng. ha. Ừ. Dạ vâng, dạ. Rồi. À, trước tiên là anh muốn biết tên em ha. Dạ em tên là Nguyễn Hải Diệu, em tên là Diệu ạ. Ừ. Em Diệu hiện Dạ. tại là ở tỉnh thành nào? Em hiện tại thì em đang ở Bắc Giang ạ. Ừ. Rồi hôm nay em Diệu kết nối là để kiếm ai em? Dạ em muốn kiếm cháu Phương là ngày trước là quen với cháu trai của em đó là cháu Nguyễn Văn Dương đấy ạ. Thì Phương ở quen trên Phương quen với Dương ha. Ừ. dạ vâng ạ. Ừ. Rồi Phương Dương là cháu của em à. Dạ vâng là cháu ruột của em, cháu sinh năm Ừ. 1982 anh ạ. Ừ. Rồi trong quá trình quen nhau thì chắc là cũng có con với nhau hay sao? Vâng thì cái năm 2003 đấy là hai cháu quen nhau, chắc quen nhau được một thời gian thì em cũng không biết là chi tiết là khoảng bao lâu, nhưng mà có làm chung với nhau ở công ty Đa Lộc, ở công ty Đa Lộc ở phường ở đường Lê Trang Long, quận phường 13 quận Bình Thạnh. Thế là hai cháu quen nhau ở đấy thì ở nhà trọ ở cầu gì đấy? Cầu sắt Bình Lợi. Bình Lợi. Dạ vâng, cũng quen nhau được một thời gian thì cháu phải về ngoài Bắc này, ngoài quê Nam Định ạ. Để đi nghĩa vụ bộ đội đấy ạ. Thế về được một thời gian thì khoảng hơn một tháng rồi đấy, thì hồi đấy nhà em ở trong Tân Bình mà. Hồi đấy em chưa theo chồng ra ngoài Bắc Giang này, thì em ở trong Tân Bình. Thế là cháu có xuống chơi, cháu nói là cô cho con xin địa chỉ của nhà anh đấy, anh Dương. Tại vì con có thai với, thế là bảo với em như thế vậy. Thì trong gia đình thì chỉ có nói chuyện mỗi mình với em thôi. Thì em mới nói là bây giờ Dương thì lúc đấy nó cũng còn nhỏ tuổi á. Năm 2003 thì cháu nó còn nhỏ. Thì bảo chứ bây giờ về quê, bây giờ Dương thì đi bộ đội rồi. Mà đến đây thì anh em thì cô không biết rõ địa chỉ của nhà. Cũng lấy một cái lý do là như thế vậy thôi. Tại vì gia đình em gần như kiểu không ai muốn tiếp xúc ấy. Thế cũng đến khoảng 2-3 lần gì đấy. Thì đến khi em với ngày xưa thì không, lúc đấy thì không có điện thoại. Tức là điện thoại liên lạc với nhau rất là khó khăn, nên là mình cũng không quyết định được mọi thứ. Thì em cũng chỉ nói như thế vậy thôi. Rồi thời gian sau thì cháu em mà đi nghĩa vụ 2 năm ấy, thì em cũng kể lại cho cháu nghe như thế vậy. Thì cháu đi tìm, nhưng mà không tìm được anh ạ. À, cũng tội em ha, cũng tội Dạ. cô Phương ha. Và cái Dạ. về cái tung tích của cô Phương thì nghe em Dương nó kể lại như thế nào, là bà con cô bác của em Phương đó là có những ai và quê quán ở đâu? Chỉ biết là nhà thì em thì Dương thì không biết rõ về nhà Phương, nhưng mà Phương tâm sự với, tại vì cứ đến đến nhà thì mọi người đều đều tránh, thì nói chuyện mỗi mình em thôi, thì nói là nhà con có năm chị em, tức là nhà con ở ở gần biển ở huyện Phú Vang ở Thừa Thiên Huế á. À vậy ha. Nếu mà bây giờ mà nếu mà con mà mang bầu về như thế này là chắc mẹ con chết mất, mẹ con đang bệnh mà mẹ con chắc là không sống nổi. Tội nghiệp Xong em ha. rất là thương, thực ra là em rất là thương, thì cảnh phụ nữ với nhau ấy em rất là thương. Thương quá. Thế là em cũng nói là bà bây giờ thì cô cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà nếu mà điều kiện như thế vậy thì bây giờ nếu mà liên lạc thư từ thì Dương lúc đấy là nó chưa có địa chỉ anh ạ, để nó quyết định mọi thứ. Thì vì năm đấy 2003 thì lúc đấy là cháu mới được có 21 tuổi thôi, thì nó không, tức là nó không quyết định được, nghĩa là mà em cũng không thể nào liên lạc ngay được để có sự quyết định của cháu nó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu như kiểu đến nơi thì lúc đấy là thời điểm đấy là nó nói là bé Phương nên nói là mẹ con ở quê đang ốm nặng, thì bây giờ nếu mà không giải quyết sớm thì ý là con phải về quê, mà con về quê mang như thế này thì chắc mẹ con không không sống nổi. Thì con nói với em như thế vậy, thì em cũng kể với cháu em. Thì về sau cháu ra quân rồi em cũng nói, thì cháu cũng đi tìm, cũng vào Thừa Thiên Huế rồi mang, cũng lên chương trình tiên đài ở Thừa Thiên Huế đấy, rồi là lên
cộng đồng ở trên bên Thừa Thiên Huế cũng không, thời gian đấy đến bây giờ là 20 năm rồi đấy anh ạ. Thì bây Tội giờ quá. thì Thì cháu cũng đi tìm. hôm nay em lên tiếng như vậy là tốt đấy mà. Lên tiếng thứ nhất á, là kiếm được thì xem như cũng là cái nguyện vọng cả đôi bên. Thứ nhất là chắc là bé Phương đó nó cũng muốn biết Dương bây giờ sống như thế nào, rồi cũng muốn kiếm cha cho đứa con. Rồi ngoài ra nữa thì cũng phải có danh phận, và vì cái thời điểm đó thì cũng do là chắc là đôi bên cũng chưa biết là chưa chắc là đã biết là có thai nữa, và cộng thêm thời điểm đó Dương lại là đi nghĩa vụ. Và ngoài ra nữa đó thì tìm kiếm được thì cũng là rất là tốt cho cả bốn bên luôn, chứ không phải là hai bên. Ngoài ra nữa đó thì là cái tinh thần của em nó cũng đỡ áy náy thêm phần nào. Dạ vâng ạ. Thì đấy thì 20 năm rồi thì cháu em cũng áy náy. Thực ra là dù có cháu nói bây giờ chỉ cần nghe thông tin ở đâu là cháu có thể đến đến luôn được. Chứ Thương không quá. phải là mà đi tìm nhiều chỗ nhiều nơi rồi anh ạ, nên tức là nhờ người thân ở ở ngoài Huế đấy, rồi là cũng lên đài truyền hình rồi cũng tìm kiếm mà cũng không 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 kiếm được. Bây giờ thì anh có một cái hy vọng lớn đó là ở cái chỗ công ty của hai đứa làm trước đây ở Bình Thạnh đó, ở công ty Đa Lộc á, công ty Đa Lộc ở Bình Thạnh ở cầu Bình Lợi đó, thì hy vọng là những bạn làm cùng công ty đó thì hy vọng là cũng có những bạn biết được cái em Phương này. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là ở quê của em Phương á, là nghe nghe nói đâu là ở gần biển ở Phú Vang Huế, thì qua hai cái thông tin này thì anh nghĩ là cũng có khả thi để kiếm. Dạ vâng, nếu vậy thì được, may mắn cho gia đình nhà em lắm. Tại vì thực ra là cháu cũng đến cái nơi ở trọ đấy và đi xác minh lại những cái giấy mà giấy tờ mà cháu tạm trú ở đấy, nhưng mà nó không còn, bây giờ người ta không còn lưu lại một cái gì Đúng hết. rồi, lâu quá rồi người ta không lưu. Còn ngày xưa là làm ở trong công ty là làm theo hợp đồng nên là nó không có lưu trữ hồ sơ lại anh ạ. Cũng nói chung là đủ mọi thông tin ở cũng tìm kiếm. Rồi anh nắm được cái nội dung cơ bản rồi. Còn về phần của Dương đó thì là cho anh biết là cái quê quán của Dương và cái cha mẹ hoặc này kia đó cũng có thể là đôi khi cái lúc quen nhau đó thì có kể cho nhau nghe, có kể cho nhau nghe rồi có thể là kể cho con đứa con đó nghe để nó biết về cái quê quán của cha nó. Là anh trai của em thì tên là Nguyễn Mạnh Bảo, còn chị thì tên là Thúy, còn cháu Dương đấy thì là con cả của anh chị á, là sinh năm 1982, còn một đứa em thứ hai là sinh năm Nguyễn Thành Dư thì sinh năm 1984, còn một đứa nhỏ sau này thì chắc là bé đấy chưa thời bé nhỏ này là sinh năm 95 nhưng mà bây giờ thì chắc hồi đấy là không có, thì em không có nói đến nữa. Rồi Còn ok hiện em. tại bây giờ, hiện tại bây giờ cháu Dương thì nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh ạ. Mà chắc là cũng mọi việc nó cũng đã sẵn sàng thì em mới lên chia sẻ vậy, chứ cũng không có trở ngại gì hết á. Không ạ, cái này được sự thống nhất của, thứ nhất là vợ của cháu nó cũng rất là mong mỏi, vợ của cháu với là cháu thì nó rất là mong mỏi từ ngày trước đến giờ, trước khi lấy vợ thì cháu đã kể những cái câu chuyện này rồi, cái câu chuyện này rồi thì đã cùng nhau đi tìm, chứ không phải là bây giờ một mình em lên tiếng, nhưng mà trong câu chuyện này trong gia đình thì là em là người biết rõ nhất đi. Và cái điều mà em biết là bé đấy có bầu thì là bé đấy là nói với trực tiếp với em, thì em muốn lên chương trình này thì em nhờ anh nhá, em cũng theo dõi anh suốt ấy, cả một năm nay trời, em khi biết đến anh là em cứ theo dõi giống như kiểu khóc mướn suốt khóc anh ạ. Dạ, thì em nhờ anh giúp đỡ, thì nếu mà ai biết thông tin gì mà chính xác được á thì cháu em sẽ hậu tạ 20 triệu. Còn về chương trình của anh thì cháu em sẽ tôi đấy cháu em sẽ có một phần quà nữa. Thì Không em sao. cũng nhờ anh, dạ, em nhờ anh giúp đỡ cho em và cũng nhờ cộng đồng chia sẻ để gia đình em có được kết quả, cũng mong mỏi Ok em, thì nhá. rất là hoan nghênh em nha, rất hoan nghênh cái sự lên tiếng của em hôm nay á, thì hy vọng là trong xã hội cũng có nhiều cái người có tư tưởng giống như em.
để rồi cũng cho cái người con đó có cơ hội, rồi cũng cái sự mong mỏi của cái người vợ đó, anh nghĩ là mong mỏi nhiều lắm đó, mà đôi khi cũng không biết được lý do như thế nào mà lại mất tâm mất tích luôn. Rồi cái sự mà lên tiếng hôm nay là cái một cái việc hết sức là cần thiết đó, nên là anh thấy rất là hoan nghênh em về điều này, thì anh sẽ chia sẻ, thì khi nào mà có ai lên tiếng thì anh sẽ báo cho gia đình mình biết nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều Dạ ạ. rồi. Trời ơi, gặp anh giống như kiểu là lớn khi nó Có đọc vậy đó hả? tình hình tưởng này. Gặp được tình tượng là vui quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Anh không có nghĩ là ở ngoài Bắc người ta cũng thường xem chương trình của anh đâu, thì anh cứ Đúng nghĩ là một phần nào đó thôi, chứ thấy cũng nhiều kỳ này gần đây thấy nhiều người ở ngoài Bắc cũng tìm kiếm nhiều á. không ạ? Dạ. Trời ơi, em coi anh cả năm nay rồi, đến coi đến gọi là đi ngủ cũng coi đến nỗi mà chồng nằm bên cạnh nghĩ. Thường Dạ. thì những người thất lạc gia đình và thất lạc người tìm kiếm á, người ta thường xem kênh của anh để xem có ai tìm mình hay không, thì cũng không biết đâu được là tự dưng bé bé Phương đó lên kiếm không chừng. Dạ vâng, thì em cũng mong là như thế vậy, tại vì thực ra là mỏi này gọi là áy náy lương tâm em á, cũng mấy chục năm nay rồi, 20 năm nay tròn rồi đấy anh ạ. À, rồi là cháu em nữa, rồi là vợ nó cũng, nói chung là gia đình là cũng cũng muốn biết rõ nguồn gốc như thế nào, thì cũng không muốn để thất lạc như thế vậy, cũng tội nghiệp ấy. Rồi, đúng rồi. Rồi cũng muốn cháu em cũng muốn bù trì lại cho, nếu mà thực sự là còn đứa cháu đó, đứa con đấy, thì cũng muốn bù trì lại cho để nhận huyết thống lại á. Rồi, ok Vâng. em, tốt em. Rồi, vậy thì có ai lên tiếng thì anh sẽ báo cho em biết em ha. Dạ vâng, em cảm ơn Rồi. anh rất là nhiều. Vâng, em Rồi. chúc anh có nhiều sức khỏe ạ. Rồi, ok em nha. Rồi, chào em Vâng, ha. em chào anh. Bye bye. Tên của anh là Huỳnh Ngọc Diễn. À, Quỳnh Ngọc Diễn. Vâng. Dạ, anh Diễn là sinh năm mấy anh Diễn ha? Sinh năm 1957. Dạ, hiện tại là anh ở tỉnh thành nào? Hiện tại là ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Dạ, hôm nay là anh Diễn kết nối là để kiếm ai anh Diễn ha? Nông. Hôm nay kết nối để tìm một người anh con của cô. Người À. anh con của Dạ. cô. Dạ. Anh tên gì, anh của cô tên gì và sinh năm mấy? Anh sinh khoảng năm 1960, tên là Nguyễn Văn Mãi. Nguyễn Văn Mã hả? Mãi mãi À mãi mãi à mãi à mãi mãi đó mãi ha. mãi Nguyễn Văn Mãi. Dạ. Rồi hồi đó là anh em thất lạc nhau ra làm sao anh? hồi đó là trong trong chiến tranh, gia đình là ở ngoài Bình Sơn, Quảng Ngãi, là trong đó là khi đó là gia đình ở dưới dưới vùng vùng cộng sản á, là chiến tranh là Mỹ nó ba bắn bắn bom đạn, là bố mẹ của anh Mãi này chết hết rồi, cái này chỉ còn anh Mãi là lúc còn nhỏ, là được ông cậu là hồi đó ông cậu khoảng 16 tuổi rồi dẫn, cũng như dẫn đi chạy 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 loạn á, chạy tránh bom đạn á, rồi dẫn vào Buôn Ma Thuột, là hồi đó cậu 16 tuổi, dẫn cháu là khoảng khoảng 10 tuổi gì đấy. Hồi đó nói chung là hồi đó tôi cũng còn nhỏ mà cũng không 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 biết được cụ thể hết. Rồi hai người vào đó là ở cũng như đi đi ở nhà ở đậu, rồi cứ như chạy 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 loạn mà chạy giặt ấy, rồi cậu nuôi cháu, rồi có một người là mai mối là có ông này là sĩ quan, ông Trùng này, tên Trùng, ông sĩ quan, ông ở Buôn Ma Thuột, ông thấy cái hoàn cảnh mồ côi, ông mới, mới nhận xin anh Bảy này làm con nuôi, là ông cậu này mới cho ông làm con nuôi. Vì hồi đó hai cậu cháu không nhà không cửa mà chỉ đi làm thuê kiếm ăn thôi, hồi đó ai cũng nghèo hết Dạ. đó. Vâng. Rồi, cho em hỏi cái chỗ này chút xíu là lúc đó là vào năm mấy anh? Vào đó là khoảng năm 69-70 gì đấy, nói chung là cũng không nhớ cụ thể. Dạ, khoảng năm 69-70 là
Anh Diễn và anh Mãi đây là từ ở ngoài Quảng Ngãi đi vô Buôn Ma Thuột. Vâng. Dạ. Vậy lúc đó là lúc đó đi với người lớn chứ hay là chỉ có hai anh em đi? Đâu, lúc đó là đi với ông cậu. Ông cậu. Ông à, cậu đi vào đó, cậu. Ông cậu. Vâng, ông cậu dẫn đi. À, ông cậu dẫn đi. Dạ. Vâng. Ừ. Vậy rồi ông cậu. Cho. Dạ. Rồi sau đó là anh Mãi này là ở với ông đó tên tên kêu bảo ông Sùm hả? Ở hồi đó vô là anh Mãi này vẫn ở là cái khu gọi là khu trung tâm tình thương là thuộc về xã E Cà Mát, tỉnh Đắk Lắk bây giờ đấy là dạ. Ở khu trung tâm tình thương là mới có ông Lan này là ông cũng làm việc cùng ông ở thôn năm trung tâm tình thương, ông làm việc cùng cơ quan với ông Sùng, là ông Sùng này là hai vợ chồng không có con, mới ông Lan này mới làm mối chỉ cho ông Sùng này xuống mà xin anh Mãi này về là làm con ông Sùng. Dạ. Và vâng. Dạ. Và là... ông Lan nghe ông Lan kể lại thôi, ông Lan ông nói là hai người làm việc cùng cơ quan mà ông Lan ông nói là làm giấy thư sinh rồi. Thằng Mãi đi học rồi như vậy. À vậy đó ha. Dạ. Vậy là còn anh... là hồi đó là tôi là được ông Lan này là nuôi, ông Lan nuôi tôi, là ông Lan này là có bà vợ y sĩ tên là Nhương ở thôn năm trung tâm tình thương, là ông Lan này là nuôi tôi và tôi là có anh em của anh Mãi này là biết có hoàn cảnh mồ côi đấy, là mới ông Sùng này là xin nuôi nuôi anh Mãi này. Dạ. Vâng. Dạ. Rồi trong gia đình nhà ông Sùng thì có những ai tên gì anh có nắm được không? Trong gia đình ông Sùng là ông Sùng có bà người vợ tên Liên người Bắc Nam Tư. À, vậy ha. Tên Liên. Vâng. Ở đằng sau sau nhà thờ ngã sáu bây giờ. Đằng sau nhà thờ giá sáu khoảng 100 mét là hơn gì đó, hồi đó tôi còn nhỏ cũng không chính xác lắm. Dạ. Đường đó. Rồi ngoài bà vợ tên Liên ra thì có manh mối nào khác của thân nhân gia đình ông Sùng nữa không? Trong gia đình ông Sùng này là ở trong cái khu cũng rộng, có bố mẹ, có ông thấy có ông bố và người cũng người Bắc, rồi có anh em trong đó không biết tên. Trong cái khu ông ấy ở có cái lò bánh mì. Cái khu của nhà ông ấy có anh em gì đấy. Dạ. Chung chung cái khu nhà mình đấy có. Dạ. Không có là bên mình. Dạ. Rồi ok, vậy thì vấn đề ở đây là tìm anh Nguyễn Văn Mãi sinh năm 1960 thì vào thời điểm mà ở ngoài Quảng Ngãi đi vào Buôn Ma Thuột á là được người giới thiệu cho nên là đã ở với gia đình nhà ông Sùng và vợ của ông Sùng tên là cô Liên thì hy vọng ở trong cộng đồng có ai biết được gia đình nhà ông Sùng mà có vợ tên Liên thì hãy cùng lên tiếng. Vâng. Yeah. Nói là ông Sùng này là sĩ quan chế độ cũ, ông làm việc trong sĩ quan chế độ cũ ấy, ông làm bên cơ quan và ông làm chung với ông Lan. Ông Lan này thì ở dưới thôn năm trung tâm tình thương. Yeah. Và qua cũng vị này là tôi cũng xin là không biết tin tức của ông Lan này ở đâu, tôi cũng muốn mong có là ông Lan này hay là gia đình thân nhân có nghe được thì cũng báo tin cho tôi là muốn tìm ông Lan này để là muốn cảm ơn cái ngày xưa ông ấy nuôi tôi như vậy. À vậy là vậy là ngày xưa là ông Lan có nuôi anh một thời gian. Ông Lan nuôi tôi. À, vâng. À vậy đó. Vâng. Vậy thì ông Lan nuôi anh đến thời điểm nào thì đôi bên lại thất nhà lạc nhau? Rồi ông Lan nuôi rồi hồi đó là tôi lớn rồi là tôi cũng biết đi làm rồi là tôi tự đi. Không cũng 2-3 năm gì đấy, 1-2 năm gì đấy. À rồi trong gia đình nhà ông Lan thì có những ai? Trong gia đình ông Lan thì hồi đó là tôi là lớn, còn mấy đứa đứa em nó nhỏ hơn, nó cũng nhỏ hơn mấy tuổi, nó tên là Hùng với thằng Hả, đứa nhỏ nữa con gái nữa nhỏ xíu kêu tên Hạnh.
À, dạ, bây giờ mà gia đình gặp lại anh chắc gia đình cũng vui lắm á. Chắc vậy. Dạ. Rồi, vậy em sẽ chuyển tải câu chuyện của anh nha, rồi cũng hy vọng trong cộng đồng có ai biết được cái mục tiêu đầu tiên anh tìm kiếm, đó là kiếm anh Nguyễn Văn Mãi, sinh năm 1960, ở với gia đình nhà ông Sùng, vợ ông Sùng tên là bà Liên. Dạ em cho anh hỏi nói thêm cái này, tại vì hồi đó ông mà ông này là ông là sĩ quan chế độ cũ mà ông nhận ông Mãi này là ông nghe ông Lan nói lại thôi là ông là nó là đứa con thất lạc, cho nên ông làm lại giấy tờ không biết có còn tên Mãi nữa hay không. À, chắc là Dạ. nghi là không và không chắc là không còn họ tên Mãi nữa. Dạ. Đấy. Dạ rồi. Cái vấn đề nhận biết ở đây là ông đó tên Sùng và bà vợ tên Liên, và có một người con nuôi. Trước đó tên Mãi, còn sau này thì không biết. Cho nói thêm thế này nữa, nếu mà bên gia đình này là nói là ai mà có được thông tin là xin hậu tạ là 20 triệu, còn bỏ vô trong quỹ của bên cái kênh thông quỹ là 20 triệu nữa, gia đình Dạ. có cái tâm như vậy. Dạ, rồi em cảm ơn gia đình. Rồi có thông tin gì ai báo thì em sẽ cho gia đình mình biết anh nha. Vâng. Rồi rồi ok, rồi chào anh ha. Bye bye anh. Cảm ơn. Dạ.